nước chảy thì vậy ta. Ây, trời ơi, hết hồn. Má ơi, trời. Ở đây có cá lóc. Má trời ơi. Má ơi, cá chốt. Cá chốt giữ thân vậy ta. Kèo vô kèo, vô kèo, vô kèo. Mấy con thôi. Nhưng mà tách ra để mà lấy cái phần thịt đó, ướp đó, thì hết phần nữa rồi. Ở đây còn khoảng 20 mấy ký. Đó, và cái này là những con ba ghế sống nha. Đó, mình muối nè. Đó, bây giờ thịt nó chín rồi. Rồi, chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay tiếp tục mình sẽ đi thăm luồng lờ cá 25 cái. Tại diễn dò mình rút bình quận 8 về có chăm thêm 5 cái nữa. Thì mấy bữa nay trong mưa đang đi thăm, không có mưa, làm như tháng này là muốn hết mưa rồi, dài cho mưa nó hết rồi. Tại vì bây giờ sắp tới 10 rồi. Thì bây giờ hôm nay mình sẽ thăm 25 cái với thêm một cái giớn. Cái giớn thì hôm bữa mình rút ở bình quận 8 về với luồng lờ. Thì kiếm chỗ không có, mình xuống được con cái mà mới được có như là 2-3 ngày vậy đó. Chúc mình ghé thăm luôn. Rồi bây giờ mình sẽ thăm, hôm nay mình sẽ thăm 25 cái lờ trong cái giớn coi có thành quả gì không nha. Mấy bữa nay thì không có mưa, thấy nó cũng hiu lắm. Rồi thầm ở đây 2 cái nè. Rồi, qua mở hàng cái bên đây ta. Đây cũng có được con cạn quá. Một cái này nước cạn ở trong vô thì có đó, nó coi giật giật đó. Cái gì vậy? Ồ, được 2 cái phi với 2 cái rô. Đây 2 cái phi với con cái rô nha. Kệ mà vậy là được rồi. 2 cái rô bụi ghê luôn. Đó, con cái phi. Rồi mình tắt máy, bắt đầu mình bỏ vô vừa đã tới mà nó nhiệt nó dậy ướt hết luôn. Cái này mình mới vừa xuống chín dội luôn nè, được có như là 2-3 ngày vậy đó nè, nó dậy thì là ướt nhẹp luôn. Hàng gì đây? Đó. cà phê. Trời ơi, ba con cà bá nện luôn, quá đã quá đã. Rồi cá này nó mập vậy, cái gì cũng được, có cá là được rồi. Để mình ra đây tắt luôn. Nãy giờ mình đang xuống tìm mới lờ nữa, xuống tìm chục cái nữa mà xuống được 8 cái, là còn 2 cái nữa. Tại mình rút cái luồng mình luồng 8 vậy, rồi bữa nay đi kiếm chỗ đặt giờ đi thăm luôn. Đây quần 8 giờ có người khác mướn rồi, anh em mình không còn đặt được cho đó nữa. Tại quen mấy chú về thì vô đặt đó, bây giờ hết đặt được rồi. Đây ba em có vi nha, mập mập không à. Cá này là chiên sợ ớt. Ôi ơi, không. Vì bữa nay sẵn đi mắc mớ cá sặc để nhà mai mình đi Bình Chánh mình đặt ếch. Tại vì ếch lúc này cũng vô mùa rồi. Bên Bình Chánh ếch còn nhiều dữ lắm. Ngày mai mình sẽ đi qua bên anh Tuấn Trần Long, mình sẽ đặt ếch. Mọi người đón xem clip ếch của mình nha. Thì mình sẽ đặt một cái, không phải đặt của, không phải đặt cái lọp ếch của anh Tuấn, mà mình đặt một cái loại lọp ếch đại tiến. Mọi người đón xem vào ngày mai là bớt nha. Còn cái điểm này có mấy cái nữa. Coi dưỡng đây. Đây có cá, còn một cái gì nè. Giận giận. Cái gì đây? Câu rú. Cá phi. Cá sạc. Ui, cá phi này ngon ngon mà mập không à. Được 3 con cá phi cũng mập mập không nha. Đó, được mới cá sạc. Này mình kiếm mới cá sạc để mình đặt ếch nè. Này có cá sạc nè. Còn để mình đổ cho các bạn thân tiếp nha. Bài một lúc luôn. Rồi, cái này cái này thấy nó chú chú. Có hàng giờ mày xác bên này có ông mẹ. Vậy. Ui. Mở cái sạc với một cái lóc. Cho cua vàng vô đây cá rồi ta. Coi em cái lóc với được mới cái sạc nha. Còn quá im quá im. Này cũng có cá tính là nắng. Không có cá mình cũng chạy được mớ. Cá sạc này chiên giòn ngon lắm, nhưng mà cá sạc này mình để mình làm mồi ếch, chứ mà hôm nay mình không có chiên giòn đó. Đó, được rồi em nha. Có vừa có túi túi rồi, có hàng quen này. Giật quá giật. Trời ơi trời ơi. Cá sạc quá trời ơi. Sạc không. Ui ui, cái này còn nửa ký cá sạc. Quá cá sạc. Cái này cái gì đây? Trời ơi, bữa nay toàn cá sặc luôn, quá cá sặc luôn. Cá
lóc rồi mình hết luôn cái sạc mà còn để mình đổ luôn. Mấy bữa nay nắng quá không có mưa mới cho mình đặt vậy nó khô hết trơn, lạng bạn nào khô cái vô cá chết một hai đó, về chuột cắn là chết luôn. Ôi, trời ơi cái lò nó lôi ngoài rồi sao không thấy giờ có cá, cái lò mình nằm ở trong kia kìa mà lôi ra đây nè, cái gì cá phi cũng không có cá lóc rồi. Ủa có cá lóc đó, có cá lóc nó phải lôi đi được chứ. Đây, đây được một em cá lóc cũng luôn do mà chỉ có cá phi mới cá rô. Chà, cá rô này để mình cũng bắt luôn để mình đặt ếch nè, cá rô này bên thả vô cho sống á, nó bươi 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 cái màu ra đó, thả chưa em cá lóc với mà em cá rô. Đây cái điểm dắt để im cái điểm đắng như cá của mình nè. Đây hôm nay cũng làm được mấy con cũng rồi, làm được con khủng để trên này coi có vô em là khủng nha. Cái lời sao chú gì nước đẩy thì gì ta. Ây trời ơi hết hồn má ơi, trời ở đây này có cá lóc không trời, ở đây cá lóc rồi hiếm lắm nhưng mà tự nhiên nay vô cá lóc luôn nhảy lên cái hết. Trời má ơi hết hồn với vô cá gì nó nhảy dưới ghê trời ơi có con nhảy hết hồn ở dưới luôn. Con này thiếu ăn hay gì nó cũng không mập mấy, cũng giòn giòn không ốm. Trời ơi tưởng nó vô nữa rồi chứ này, con này vô lâu quá cái mỏ chạy chưa. Trời ơi, nó làm cái hết hồn dưới trời má ơi, tưởng đâu là vô con rắn rồi tại hỏi mình vô dính con này nha, một con rắn hai cái mấy cái này nè. Trời ơi nó nhảy cái hết hồn dưới thu hồn chim én luôn. Trời ơi nó này nó cũng sâu quá trời sâu, sẵn ghé thăm luôn. Mới có hai ngày dân này mình giúp ở bên quận 8 về nè, mới xuống được con cái. Cái trời trời cái gì dữ vậy, ôi ôi cái gì vậy, trời ơi cái gì mà quá trời ơi má ơi cái chốt, trời cái chốt dữ thân vậy trời, rắn vịt cá. Ủa không phải, ôi xài trời đất ơi cái chốt đâu vô dữ thân ơi. Ui ôi nhỏ nhỏ không ơi, ôi cá này bỏ luôn chứ làm gì trời, đường con rắn ô xậy nè. Trời ơi cái đưa ra cái chốt đâu mà quá trời á, thôi tưởng đâu trời ơi trời nó vô này con mấy ký lô trời, ở đâu mà nguyên một bầy vậy ta, thôi để luôn tưởng cái rô bí thì đâu được, thôi đi qua cái khác luôn. Khô nước luôn à, có không mà thấy nó còn còn đục đục nè. Chà cái này như có hàng nha, chỗ này hổm nước nhiều lắm, mấy bữa nay nắng quá. Ui được hai con, được hai con đang sát đường. Ui ba con, ba con vô chỗ vô chỗ vô chỗ hai con đây em, tưởng là nước cạn quá không có em nè, ba con luôn. Ui quá đã quá đã, đây qua xuống nha, cái này mình mới vừa xuống chuyến dầu nè, nay chắc cũng được 3 ngày còn đây sát đường quá để mình bắt ra đem nhà đổi cho mình chơi con cái nữa nè. Đây mình có đặt 3 cái rồi, cái này có nữa, có hàng nữa rồi, vô rồi vô ra đây sát đường nữa, nó cái lời của mình lắp cho luôn mấy con trong luôn á, vô kèo mấy con nữa nha. Bắt nồi
mới nhất của Dũng này nè, chưa có ai đăng được. Cái này sẽ ăn được vài tiếng. Thật cá cái Dũng này cũng nhỏ lắm rồi, nhưng mà có con trời, hy vọng là còn một cái nữa, còn một cái kiếm một cái con nữa. Cái Dũng im dữ lắm, còn cái cuối cùng nữa nè. Thôi cái này mình bỏ luôn nha, nhỏ quá. Rồi, bữa nay cũng được khá hơn mấy chuyến rồi. Bữa nay nắng quá tưởng đồ sư bình nha. Cũng được. Mấy ngon bột, nhiều bột. Mớ cà phê. Đồ bự không à. Đây, bỏ ha. Mấy con lóc cuối cùng ba cái được năm con lóc cá vậy. Mấy chỗ này là điểm mới nè, điểm mới đã bỏ xuống là chín điểm mất có ba ngày. Hai ba bốn con này hơi ốm. Năm sáu này có phi bự anh. Ừ, cái chỗ này mới giờ điểm mới. 7 còn hết 8. Ủa, bữa nay cũng được 8 con cá lóc nè. 8 con này thì tầm cỡ chắc 2 kg hơn. Hơn chứ, 2 kg mấy 3 kg chứ. Trung bình cũng 3 nhỏ chắc 3 là ăn cũng 2 kg mấy được. Được mấy cà phê nè. Thấy đó nó là. Phi này cua xả. Nó con chua cũng ngon. Trời ơi, tính lấy mấy cái sạc để làm hết chết trơn trời ơi chết rồi. Mấy cái sạc này nè, mình đổ để nhà mai mình đi qua Bình Chánh mình câu ếch. Trời ơi chết rồi, ngủm trơn rồi chết rồi. Sống mới được hả? Sống nó mới đủ độ tanh. Trời ơi, nãy đi lâu quá tại đi đặt thêm 10 cái lời cá rồi đi vòng vòng nắng quá ngủm của đổi tiêu rồi, tiêu rồi. Cái này mồi đâu đặt trời nè. Còn cái rô này thì mình cũng đặt luôn nè, để cái rô này sống. Thôi chết rồi. Thôi, thành quả của mình hôm nay được mớ cà phê nè, cái rô có sạc, 8 con lóc với lại 3 kg muối của mình. Nay muối được 4 ngày rồi. Thì 4 ngày thì mình ăn được rồi nha. Đây giữ cho mình xem nè. Đó. Cái này mình muối 50 kg nhưng mà tách ra để mà lấy cái phần thịt á, ốp á thì hết phần nửa rồi. Ở đây còn khoảng 20 mấy kg. Đó, 3 kg này là những con 3 kg sống nha. Đó mình muối nè. Đó, bây giờ thịt nó chín rồi. Đó thì mình có bán loại muối này là 130 ngàn một ký nha. Anh chị em nào mua thì liên lạc với số điện thoại mình để cho mình. Đó. Rất là đều. Bất kỳ này bất kỳ bự không mà. Đực có cái có. Thơm. Bữa này cái lên nó tới ngàn thơm rồi đừng có. Đây là mình lựa hàng mà hàng lựa loại điều mà loại chắc thịt không mà, không ớt. Này. Có ngon không? Rồi, bỏ này qua bên đi. Còn cái loại này là loại ở trộn sẵn đó thì gia chồng mình làm phân nửa trộn sẵn nè. Ở trong đây mình có ớt là tỏi nè, ớt nè, nước đường, chanh thì mình chưa có cho vô. Thì loại trộn này là mình bán 170k một ký. Đây có cái số điện thoại mình luôn nè, cái nhãn hiệu Hiếu Lăng Tử Vlog luôn nè. Rồi anh chị em nào mà có mua 3 ký ủng hộ thì liên lạc số điện thoại mình để cho mình nha. Thì cảm ơn tất cả mọi người cũng như là xem kênh của mình với lại ủng hộ khóm 3 ký của mình suốt thời gian vừa qua. Rồi thì mọi người thấy cho mình xem một like, một đăng ký nha. Rồi chào tạm biệt mọi người nha.